Kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Biên phòng Toàn dân. Chương trình hôm nay là phóng sự Nghĩa tình người lính biên phòng Vinh Hiền, phản ánh những hoạt động đền ơn đáp nghĩa giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng vơi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình. Song song với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vinh Hiền, bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế luôn cùng chính quyền địa phương tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng vơi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Đây vừa là tình cảm, cũng là trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ đối với thế hệ cha anh đi trước, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên tuyến biên giới biển được giao quản lý, đồn biên phòng Vinh Hiền, bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa bàn đứng chân. Vận động cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp quỹ xây dựng mái ấm biên cương để sửa chữa, xây mới nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn xác định công tác vận động quân chúng là biện pháp then chốt thường xuyên trong tham gia giúp dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, quá trình triển khai các mô hình chương trình như mô hình hũ gạo tình thương, mô hình ngôi nhà xanh, chương trình nâng bước em đến trường, các mô hình giúp hộ gia đình phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp nhân dân ổn định đời sống. Và những chương trình mô hình này, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên. Ngoài ra, đơn vị luôn quan tâm thăm hỏi những gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ một phần nào đó trong cuộc sống của người dân. Nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm, đơn vị luôn chủ động thăm hỏi, động viên, tri ân mẹ Việt Nam anh hùng. Qua những việc làm cụ thể đó đã tạo được niềm tin trong lòng nhân dân. Những ngày tháng 7 này, các cán bộ đồn biên phòng Vinh Hiền đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuận ở thôn Giang Chế, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc. Từ khi đồn biên phòng Vinh Hiền nhận phụng dưỡng chăm sóc mẹ, đều đặn hàng tháng và nhân các dịp lễ Tết, Ngày Thương binh Liệt sĩ hay gia đình mẹ có công việc, đơn vị đều cử cán bộ vào thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Những lúc trái gió trở trời, mẹ đau yếu bệnh tật, đơn vị cử bác sĩ quân y vào thăm khám chăm sóc. Những việc làm ý nghĩa đó giúp mẹ sống vui, sống khỏe trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Các chú ở biên phòng lên thăm tôi cảm ơn các chú rất nhiều. Các cụ hồi tôi ăn uống cho nhiều để mà sống lâu để cho các cụ hồi tôi tới và thăm tôi. Thì tôi cũng mừng các cụ nhiều. Đồn biên phòng Vinh Hiền thường xuyên là phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho là cán bộ chiến sĩ đến thăm hỏi động viên rồi là khám sức khỏe miễn phí cho bà con nhân dân ở chung cũng như là các mẹ Việt Nam anh hùng rồi là tặng những cái suất quà để động viên các mẹ về rồi đồng thời là chỉ đạo cho Đảng ủy ban nhân đồn chỉ đạo cho chị ban nhân chỉ đoàn giáo dục cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về cái điều truyền thống uống nước nhớ nguồn để thế hệ trẻ học tập và noi theo các thế hệ cha anh đi trước. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Huê ở thôn 5, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc. Sức khỏe cũng có phần giảm sút, lưng còng, chân đau. Tuy vậy, mẹ vẫn còn minh mẫn, vui vẻ khi mọi người tới thăm. Cán bộ đồn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn và mong mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, động viên con cháu khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Là một cựu chiến binh từ chiến trường trở về,
Ông tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Khi nghỉ hưu, quyết tâm vươn lên làm giàu từ tiềm năng sẵn có. Đó là ông Trần Hùng, thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền. Nhận thấy một phần của phá Tam Giang trên địa bàn xã là lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản. Ông đã vay vốn, đồng thời học hỏi thêm kiến thức về nuôi trồng thủy sản, đóng hệ thống lồng bè phát triển nghề nuôi cá bớp, cá chim, cá mú thương phẩm. Bước đầu, ông gặp rất nhiều khó khăn. Không lùi bước, ông kiên trì tích lũy kinh nghiệm và ông đã thành công, trở thành mô hình điểm để mọi người tham quan, học tập và làm theo. Nuôi thì cả cũng đã hơn trên 10 năm rồi, nhưng mà càng ngày thì càng phát triển, nhưng mà còn thuận tiện về khó khăn thuận lợi thì có thuận lợi, tại vì cái nguồn giống nó có từ đầm phá thiên nhiên này, nó sẽ thu mua vào cho mình có củ cải giống để về nuôi. Nhưng mà cái khó khăn nhất là cũng phải vì do thời tiết thiên tai lụt bão của miền Trung, nói chung là nhiều lúc cũng phải thực thu. Tôi gia đình tôi là nuôi gần 40 lồng, nhưng mà cá thì nhiều, đa dạng loài, nhiều loài lắm, như cá bớp này, cá vọng, cá mú, cá hồng mỹ, rồi cá hanh, cá cắn đủ loại, nhiều rất là nhiều. Thức ăn là từ thiên nhiên hết, giống như là cũng bắt cá ngoài biển, mua cá ngoài biển đem vào hồ để đánh bắt vào vô là mình mua cho nó ăn thôi, chứ không có ngoài ra cho thức ăn được bấm. Không mua gì hết, nói chung là toàn cá sạch, mình cá họ đánh vô là mình mua vào cho ăn thôi. Với 40 lồng nuôi trên diện tích hơn 1.000 m2 mặt nước của đầm phá. Công việc của gia đình ông Hùng thường bắt đầu vào 7 giờ tới 8 giờ sáng, phải xay thức ăn và cho cá ăn, quan sát cá xem chúng phát triển ra sao, có biểu hiện dịch bệnh không. Đối với nuôi cá lồng bè, quan trọng nhất là phải quan tâm tới vệ sinh tấm tre bao bờ, lưới phủ mặt lồng nuôi, sau đó mới tới mật độ con giống. Vì các loại thủy sản nói chung đều cần nguồn nước sạch để chúng phát triển, tránh các loại dịch bệnh lây lan giữa các lồng nuôi. Với kinh nghiệm tích lũy được qua thời gian nuôi cá, ông Hùng luôn quan tâm tới vệ sinh khu vực lồng nuôi để đảm bảo cho cá luôn phát triển tốt nhất. Nhờ quy trình chăm sóc gắn với bảo vệ môi trường, nên các loại cá trong bè nuôi của gia đình ông luôn phát triển tốt, mang về nguồn thu nhập cao và ổn định. Năm nay thì nói chung sản lượng là đạt, vì năm nay xuống giống cho nên nó thuận tiện, nó không hao đâu con. Ví dụ 1.000 con, năm ngoài cũng cá bớp này, năm ngoài là tôi thả 1.000 con là chỉ còn 450 con thôi. Nhưng mà năm nay 1.000 con tôi thả là cho con từ 850 con, cho nên là sản lượng nó đạt. Nhưng mà đều có cái giá trị nó hơi thấp một tí, vì do dịch Covid này nói chung là cũng trục rất là nhiều giá. Trên những lồng bè nuôi thủy sản của bà con luôn có người lính quân hàm xanh, gần gũi, thân thiết như người nhà. Càng trong khó khăn thì tình quân dân càng thêm gắn bó. Do tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất và đời sống của bà con bị ảnh hưởng, giá bán các loại thủy sản thấp hơn trước rất nhiều. Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vinh Hiền thường xuyên tới từng lồng bè, từng con tàu để động viên, giúp đỡ vật chất, tinh thần bà con, chia sẻ phần nào khó khăn do những tác động của dịch bệnh gây ra. Khi cuộc sống trở lại bình thường, những người lính quân hàm xanh lại ngày đêm chắc tay súng, tuần tra bảo vệ chủ quyền, giữ an ninh trật tự cho nhân dân tiếp tục phát triển sản xuất. Cuộc này là vì gần của đồn biên phòng Bình Hiền, cho nên là trên hình an ninh trật tự trên đầm phá là rất chi là bảo đảm, ok. Nhờ cả cánh là chuyên là có nghĩa là liên tục tuần tra kiểm soát này là đi động viên tinh thần bà con là rất là bảo đảm. Nên chúng tôi đâu bình thường đâu có gì đâu, có họ nhiều chỗ họ phải đặt camera thôi, không bình thường ung dung, không sợ mất đồ gì hết. Những việc làm thiết thực, sâu đậm nghĩa tình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách hậu phương quân đội của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vinh Hiền đã thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc, đồng thời là tình cảm, trách nhiệm đối với hậu phương. Qua đó, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.
Chương trình Biên phòng Toàn dân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đây xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại ở chương mục này tháng sau.